Giám khảo Thụy Vân cho biết, Hoa hậu Việt Nam năm 2022 Thanh Thủy có gương mặt cân đối hiếm có. Không chỉ thế, Thụy Vân còn cảm nhận được sự ấm áp nhân hậu của Thanh Thủy. Đánh giá về top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022, á hậu Thụy Vân, thành viên ban giám khảo cho rằng, đây là ba cô gái có sắc vóc, trí tuệ, tài năng toàn diện nhất cuộc thi năm nay. Năm nay mặt bằng chung các thí sinh tương đối đồng đều nên ban giám khảo phải cân đo đong đếm kỹ càng trong các hoạt động hàng ngày những ứng xử của thí sinh đều được ban thí sinh ghi nhận và gửi đến ban giám khảo bên cạnh đó profile và nhân thân của thí sinh cũng được thẩm tra rất kỹ càng thụy vân nói đánh giá về tân hoa hậu thụy vân cho rằng vẻ đẹp của thanh thủy nếu mới nhìn có thể sẽ còn băn khoăn nhưng càng tiếp xúc càng thấy cô gái có tố chất để đi xa tỏa sáng thụy vân cho biết cô rất ấn tượng khi chấm thanh thủy ở vòng thi mặt mộc thanh thủy có gương mặt cân đối từ lông mày đến mắt miệng không nếp nào trên gương mặt bị lệch, có thể nói là hiếm có. Ẩn sâu trong vẻ đẹp ấy, Tân Hoa hậu có tâm hồn và trí tuệ. Cô nói, Thụy Vân nhận xét Thanh Thủy còn chút nhút nhát, hiền, không thích bon chen, là cô gái khá điểm tính. Cô ấy biết tiến biết lùi, rất ngọt ngào và nhẹ nhàng, đó là điểm ba giám khảo rất thích. Thụy Vân chia sẻ thêm, còn sát Thanh Thủy ở phần thi người đẹp nhân ái, Thụy Vân nhận thấy Thanh Thủy đặt câu hỏi cho nhân vật, chia sẻ bằng tấm lòng thực sự. Câu hỏi thể hiện sự quan tâm dành cho mọi người, rất ngọt ngào và dễ chịu, đó là những yếu tố rất cần của một hoa hậu, Thụy Vân nói. Bà Phạm Kim Dung cũng khẳng định, Thanh Thủy toàn diện nhất trong số các thí sinh. Thủy là cô gái rất tiềm năng, với gương mặt dễ chịu như vậy, body và chiều cao tốt như vậy, Thủy sẽ có cơ hội nổi bật ở showbiz, bà Dung nói.